Vân Anh xin kính chào quý vị và mời quý vị trở lại với chương trình Từ một góc nhìn của chúng ta. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cuối tuần vừa qua, có rất nhiều biến chuyển về nạn đại dịch COVID-19 hay còn gọi là coronavirus và nhiều người Việt của chúng ta cũng quen gọi là dịch Vũ Hán. Hôm nay, Vân Anh sẽ gửi đến cho quý vị một góc nhìn về ảnh hưởng xã hội, kinh tế và chính trị để chúng ta cùng có một cái nhìn thực tế hơn và có thể gọi là nhân bản hơn về hiện trạng đại dịch hiện nay. Thứ nhất, hãy nhìn về ảnh hưởng xã hội. Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ ngưng các chuyến bay từ Âu Châu và một vài nước Á Châu, tổng cộng là 26 nước vào Mỹ vào đúng nửa đêm thứ Sáu vừa qua, thì hành khách trở về Hoa Kỳ phải chờ trực ở phi trường nhiều giờ để làm thủ tục kiểm tra sức khỏe trước khi đến phần kiểm tra của cơ quan di trú. Quang cảnh tại các phi trường quốc tế như là O'Hare của JFK rất hỗn loạn và tâm lý bất an. Đó là những người từ ngoại quốc về lại Mỹ. Riêng tại Mỹ thì tâm lý hoang mang, hỗn loạn và thú thực rất đáng buồn, là hình như trong cảnh sợ sệt lo lắng đã làm cho tình người với nhau bị sức mẻ trầm trọng. Đồng ý tất cả phải cẩn thận và phòng ngừa, nhưng không nên lấy lý do đó để đối xử tệ với nhau. Cách đây vài tuần, nếu thấy ai là người Hoa hay nghe người nào mới ở Á Châu về, thì nhiều người nghi là họ mang bệnh COVID-19 trong người. Thậm chí các nước ở Đức, ở Ý, ở Pháp, một số người Việt bị đánh vì bị tưởng là người Hoa sang du lịch. Biết đâu, chính trong chúng ta, trong những ngày vừa qua đi ra đường, đi chợ búa, tiệm ăn, hàng quán, công sở cũng bị lây nhiễm mà chính mình cũng không biết vì chưa bộc phát thì sao? Bộ Y tế cũng khuyên không nên đến gần người già, những trung tâm viện dưỡng lão vì đôi khi chính mình đang bị nhiễm. Nhưng chưa bộc phát lại lây cho người già chứ không phải là ngược lại. Người cao niên thì hệ miễn nhiễm và hô hấp yếu nên họ sẽ khó chống cự lại virus này. Trung tâm Phòng ngừa và Chống bệnh dịch hôm thứ Sáu 13 tháng 3 vừa qua đã khuyên các tổ chức không nên tụ tập quá 250 người. Hai hôm sau, Chủ nhật lại ra thông cáo thu hẹp con số xuống còn 50 người. Và cho đến nay thì con số chỉ còn 10 người. Nhiều trường học đóng cửa cho học sinh nghỉ một tháng hay lâu hơn. Và cho đến nay cũng không biết là thời gian nghỉ học sẽ là bao lâu. Có nơi cho học online, những nơi nào không có phương tiện thì coi như nghỉ hè dài hạn. Nhiều công sở cũng cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh sự lây nhiễm có thể. Đây cũng là những biện pháp phòng ngừa tốt. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho chính cá nhân Vân Anh suy nghĩ. Trong lúc này, mọi người cần nâng đỡ nhau về vấn đề tinh thần, nhưng những nơi như chùa chiền, nhà thờ là chỗ giúp con người hướng về tâm linh, đi tìm sự bình an trong tâm hồn, nhưng lại không được phép tụ họp. Và còn được khuyến khích phải sống xa nhau, social distancing. Hàng xóm láng giềng cũng không nên gặp nhau, nhà ai nấy ở. Nếu ai bị bệnh, dù bất cứ bệnh gì, thì mọi người càng không nên đến gần, thăm hỏi vì suy nghĩ tức thời. Chẳng may người đó bị nhiễm COVID-19 thì sao? Nếu chúng ta là người Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, thì sống như thế có đúng với tinh thần phúc âm hay không? Nếu chúng ta là người Phật tử, Phật giáo, có nghĩ mình sống như vậy có quá ích kỷ, thiếu sự từ bi, hỷ xả hay không? Thú thật, Vân Anh và cả quý vị, chúng ta không có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng trong những tuần vừa qua, khi xem TV, video, đọc trên mạng xã hội, Vân Anh thấy nhiều ảnh cảnh rất là thương tâm. Vì nhiều người vô tội ở Vũ Hán, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Switzerland, Anh Quốc, Netherlands, Thụy Điển là những quốc gia bị lây nhiễm từ 1.000 lên đến 80.000 ca và số tử vong lên đến 7.900 người kể từ ngày 18 tháng 3. Ở Vũ Hán, nhiều người post lên mạng kêu gào và mong thế giới cứu họ. Và đáng buồn thay, có người đột nhiên bị mất tích sau đó. Ở Ukraine, sau khi chính phủ đưa 70 người trở về từ Trung Quốc bị chính quyền người dân của họ phản đối, ném đá, mang bánh xe ra đường đốt lửa để chặn xe không đưa vào trại cách ly, mặc dù trung tâm sống cách ly rất xa thành phố. Tại Việt Nam, hai cô gái đi du lịch Á Châu về bị nhiễm bệnh, bị cả cộng đồng mạng lên án, mắng nhiếc, chửi bới, không tiếc lời.
thử hỏi, bây giờ vô số người da trắng từ các nước ở Âu Châu, Á Châu trở về Mỹ, từ các nước họ phải tự cách ly, qua phần thử nghiệm cần thiết để tránh lây lan càng nhiều càng tốt. Nhưng không lẽ bây giờ gặp ai là người da trắng, chúng ta cũng nghi ngờ ai cũng mang bệnh và có thái độ với họ. Thế còn những người Việt đi tour theo đoàn từ Âu Châu, từ Á Châu và Tết vừa qua, quá cảnh ở Shanghai, Taiwan, Hồng Kông, Seoul thì sao? Làm sao biết được ai bị nhiễm hay không, và đôi khi bị nhiễm nhưng chưa bộc phát? Vì không biết, chúng ta có quyền nghi ngờ và đối xử tệ hay đưa lời dè bỉu với họ hay không? Câu trả lời là không, vì đó là hành động thiếu nhân bản. Có một điểm mà Vân Anh muốn nói ở đây và thắc mắc là khi hai vợ chồng tài tử Tom Hanks và vợ của ông ta là Richard Wilson đang quay phim bên Úc bị nhiễm coronavirus, vợ Thủ tướng Canada là Sophie Trudeau và CEO của British Telecom là Philip Jackson tuần vừa qua cũng thử nghiệm dương tính COVID-19, nhưng họ lại nhận được bao nhiêu lời hỏi thăm, lo lắng, chúc lành thay vì những lời mắng nhiếc. Vậy là những người nổi tiếng khi bị coronavirus thì đáng thương hơn là những người phó thường dân như chúng ta. Xin nhắc lại, đây không phải là vấn đề phòng ngừa, vì chúng ta có đến gần hay giao thiệp gì với hai cô gái ở Việt Nam, những người ở Vũ Hán, vợ chồng Tom Hanks, Philip Jensen, đâu mà sợ. Thế thì tại sao cộng đồng mạng lại có thái độ khác nhau giữa những nhân vật này? Đó là điều chúng ta nên suy nghĩ và tự hỏi qua nạn đại dịch này. Chúng ta học được những bản chất thật nhất về con người chung quanh và chính chúng ta nữa. Đó là tính kỳ thị, và nó nằm tiềm ẩn trong từng người, và đến một thời điểm nào đó nó sẽ bộc phát. Bộc lộ bằng cách nào thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy. Cuối cùng, Vân Anh xin gửi đến quý vị một điểm này. Năm 2009, dịch cảm cúm H1N1 tại nước Mỹ đã có khoảng 60 triệu người bị bệnh và có gần 12.500 người chết. Trên toàn thế giới, theo Cơ quan Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC, thì có từ 152.000 cho đến 575.000 người chết. Con số khổng lồ, phải không quý vị? Một điều cho chúng ta nhìn lại và suy nghĩ xem chúng ta nên bình tĩnh hay quá lo sợ thái quá đối với dịch bệnh coronavirus COVID-19. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 vừa qua, khi dịch lan tràn ở Vũ Hán, lúc đó có 108 người ở Trung Quốc chết. Trong khi đó, cùng ngày trên thế giới có khoảng 26.000 người chết vì cancer, 24.500 người chết vì các bệnh tật khác nhau, 4.300 người chết vì bệnh tiểu đường, 2.700 người chết vì mũi độc. Con số người tự tử nhiều gấp 28 lần người chết vì coronavirus. Án mạng chết người là 1.300 người và có khoảng 150.000 ca phá thai. Tóm lại, chúng ta nên làm những công việc vệ sinh cần thiết, rửa tay cẩn thận, đừng đến chỗ đông người dễ bị lây bệnh, ăn uống và ngủ điều độ để giữ sức khỏe, và đừng tự cho mình là miễn nhiễm mà luôn đem sự nghi ngờ, dè bỉu, đố kỵ lên người khác. Chúng ta có thể kỳ thị người khác, nhưng coronavirus không kỳ thị bất cứ ai. Và đó là từ một góc nhìn của Vân Anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.